Xin chào mừng các em học sinh và các bạn đã đến với chuyên mục tin học vui. Trước hết, Mimosa xin kính chúc các em học sinh cùng các bạn thật là dồi dào sức khỏe, thật là bình an và luôn thành công trong học tập và thành công trong công việc các bạn nha. Trong nội dung của chuyên đề hôm nay, mời các bạn cùng nghiên cứu bài toán cổ sao. Bài toán này chắc các bạn đã nghe ở đâu đó rồi, đó là bài toán học thóc và bàn cờ. Bài toán được cho như sau: sau khi phát minh ra bàn cờ, nhà phát minh được nhà vua cho phép tự chọn phần thưởng cho mình. Ông ta vốn là người nông dân nên xin với vua: thưa tổ bệ hạ, hồ thứ nhất bệ hạ thưởng cho con 2 hạt thóc, hồ thứ hai bệ hạ thưởng cho con 4 hạt thóc, hồ thứ ba là 8 hạt, và cứ như vậy ô sâu hạt thóc gấp đôi ô trước. Bệ hạ không hiểu biết về số học nên cho đó là phần thưởng rẻ mạt và nhanh chóng đồng ý lệnh cho người giữ kho đếm và mã hạt thóc cho nhà phát minh. Bạn hãy giúp cho người giữ kho mang thóc đến cho nhà phát minh nào. Giả sử ở này 1 kg thóc có 75.765 hạt các bạn nha. Các bạn nhớ đếm cho đủ đấy, không có bao nhiêu đâu. Cụ thể bàn cờ được cho như sau: ô đầu tiên các bạn thấy là 2, ô thứ hai là 4, ô thứ ba là 8, ô thứ tư 16, ô thứ năm 32, ô thứ sáu 64, ô thứ bảy 2 108 và ô thứ tám là 256, ô thứ chín là 512, 1024 các bạn nhé, vân vân. Cứ như vậy các bạn hãy đếm cho đủ từ cái ô cờ đầu tiên cho đến cái ô cờ cuối cùng ở trong bàn cờ này theo cái luật đó các bạn nhé, và mang đúng cái số thóc ra cho nhà nông dân nào.
Vâng, vừa rồi xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Tin Học Vui. Mimosa xin nói lời chào tạm biệt với các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống và trong học tập các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn.